Cô thấy dương vật thế nào? Dương vật rất mạnh mẽ nhưng mà hơi cứng anh ạ. Tôi tưởng càng cứng càng tốt chứ. Cứng quá thì tôi lại sợ bị gãy anh ạ. Mà hiện tại dương vật hoàn toàn theo bản năng thôi, chưa có chiến thuật, chưa biết điều phối sức lực. Như thế là rất là nguy hiểm vì nó rất là dễ bị knock out ấy. Nhưng mà anh yên tâm, tôi sẽ có cách để uốn nắn cho dương vật ngày càng có kỹ thuật và hiệu quả tốt hơn, mạnh mẽ hơn anh ạ. Tôi hoàn toàn tin tưởng cô giáo Hạnh. Nhìn cô giáo Hạnh nhìn dương vật một cách say mê đầy nhiệt huyết là tôi tin cô giáo Hạnh sẽ giúp được dương vật. Tôi rất thích ngắm dương vật. Mỗi khi nhìn thấy dương vật đi đến đâu là lòng tôi lại bồi hồi. Mong em sau này sẽ thành công. Dương à. Đúng là tay cô giáo hay dạy dương vật. Vỗ đến đâu biết đến đấy. Dương, nghe cô giáo dặn đây này. Dạ vâng ạ. Hôm nay thứ bảy chủ nhật thì em ở nhà chơi với gia đình đi. Ngày mai đầu tuần thì em lên trung tâm huấn luyện thể thao để học vật. Mà nhớ ấy là ở nhà ăn uống đầy đủ vào thì mới có sức để lên học vật được. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi, tôi phải đi về đây. Thôi, chào hai bố con nhé. Em chào cô. Cô giáo Hạnh tốt thế chứ này, rất quan tâm với nghề đấy. Mà này, cô giáo Hạnh rất khen con có kỹ thuật vật tốt ấy. Chỉ cần trau dồi thêm một chút nữa thôi. Mà thôi, con vào trong nhà nghỉ đi. Để bố nấu cơm rồi hai bố con mình cùng ăn nhá. Dạ vâng, thế con vào trước nhá. Ừ. Thằng Dương thì mình vật rồi. TG đang phân phối độc quyền các sản phẩm Đông Nam Dược Đức Nhân Tâm trên thị trường như khám và tư vấn điều trị vô sinh hiếm muộn, phân phối các dòng sản phẩm đặc trị các bệnh về dạ dày, sinh lý bằng nam dược vô cùng an toàn, lành tính và hiệu quả. Đến với chúng tôi cam kết chữa bệnh thuyên giảm hoặc khỏi hẳn tùy theo cơ địa thăm khám. Nếu không hiệu quả sẽ hoàn tiền 100%. Hotline tư vấn 0813 113 199, 0857 100 290. Cảm ơn quý khách hàng luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi.